Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, giới âm nhạc chẳng mấy xa lạ với Phó Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Hoàng Cương, nguyên Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Ông có một gia tài sáng tác đồ sộ gồm nhiều thể loại, từ ca khúc cho đến tác phẩm khí nhạc. Trong số các sáng tác ấy, có những bản thánh ca được ông viết ra từ những cảm xúc rất đặc biệt của người ngoại đạo cảm nhận về tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nhắc về buổi hòa nhạc Những Giai điệu Vĩnh Hằng diễn ra vào năm 2008 tại nhà thờ Đa Minh, Ba Chuông, nhiều người trong giới âm nhạc trong và ngoài công giáo vẫn còn nhớ phần trình diễn bản canon Ave Maria của một nhạc sĩ ngoại đạo, tác giả chính là Phó Giáo sư Hoàng Cương. Ông theo đạo Phật nhưng lại sống trong một gia đình khá đặc biệt bởi vợ và hai con đều là người công giáo. Tuy vậy, những bản thánh ca mà ông viết lại ít chịu tác động từ phe có đạo trong nhà, mà theo ông, phần lớn nó được nung nấu từ những cảm nhận từ ơn trên. Nhạc sĩ Hoàng Cương viết nhạc thánh ca không nhiều, nhưng trong số đó hầu hết lại viết về Đức Mẹ. Tôi hỏi tại sao, ông trả lời khá dè dặt, vì tôi thấy Đức Mẹ. Đó là câu chuyện ông được thị kiến Đức Mẹ mà ông giấu kỹ, ít khi ông kể lại cho ai, vì chưa chắc người ta tin. Ông kể, gia đình ông gốc Huế, theo Phật giáo. Hồi đó ông đi gặp một ông thầy để khai nhẫn. Lúc ra về thầy dặn, đêm về thấy gì thì mai đến cho thầy biết. Tôi thấy Đức Mẹ. Hôm sau ông gặp thầy báo kết quả, thầy phán, thế là đúng rồi, đó là ngày Đức Mẹ lên trời. Nhạc sĩ Hoàng Cương lý giải thêm, có lẽ vì bà nhà tôi là người công giáo, bà ấy vẫn thường xuyên đọc kinh, đi lễ. Có lần bị ốm, tôi lấy kinh thánh ra đọc nên cũng biết chút chút về đạo. Nhưng tôi cũng không nghĩ ra được khi khai nhẫn lại thấy Đức Mẹ. Có lẽ từ đó ông có cái duyên viết về Đức Mẹ và viết từ những cảm nhận tâm linh. Nhạc sĩ Hoàng Cương cho hay, bản Ave Maria được ông viết từ sự thôi thúc xung quanh chuyện cô con gái, nghệ sĩ violin Hoàng Linh Chi làm thủ tục lấy chồng. Tôi viết bản canon Ave Maria 4 bè vào khoảng năm 2007. Năm 2008, trình diễn tại nhà thờ Ba Chuông. Lúc mà tôi viết Ave Maria, có một cảm hứng như một lời khẩn cầu. Bản nhạc dễ hát, lời rất dễ, chỉ là gọi tên Đức Mẹ. Ông kể, con gái ông sống ở Tây Ban Nha và yêu một anh chàng người Tây Ban Nha. Gia đình có đạo, cả nước cũng có đạo, vì ở Tây Ban Nha công giáo là quốc giáo. Ở đất nước này, góc phố nào cũng có nhà thờ. Do vậy, nếu làm thủ tục cưới theo nhà thờ thì rất nhanh. Còn nếu đăng ký kết hôn theo dân sự thì phải xếp hàng chờ tới 3 năm. Tây Ban Nha có một điểm rất đặc biệt, nếu làm các thủ tục hôn nhân trong nhà thờ thì đương nhiên nó được luật pháp công nhận. Tức là nếu làm thủ tục và lễ cưới ở nhà thờ rồi thì không phải dẫn nhau ra chính quyền để đăng ký kết hôn nữa. Tuy nhiên, dù làm theo thủ tục nhà thờ thì vẫn không hề đơn giản với hoàn cảnh một cô gái Việt Nam như Hoàng Linh Chi. Chi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi trong sổ gia đình, ở phần chịu phép thêm sức lại ghi thiếu năm. Rồi thì có những văn bản bằng tiếng Tây Ban Nha cần phải dịch để công chứng, nhưng ở ngoài các dịch vụ họ không thể dịch được những từ ngữ về đạo. May thay, có một linh mục từng học ở Tây Ban Nha dịch giúp. Ở đây có sự giúp đỡ rất nhiều từ các cha và tôi cảm nhận nếu không có sự trợ giúp từ ơn trên thì không thành. Nhạc sĩ Hoàng Cương tâm sự. Khi sang Tây Ban Nha dự đám cưới con gái, nhạc sĩ Hoàng Cương được chứng kiến không khí đạo hạnh của xứ sở quốc giáo. Một trong những điều ấn tượng nhất đối với ông là chứng kiến buổi rước kiệu Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ trên kiệu với những ngọn nến lung linh cao ngất ngây. Những người khiêng kiệu đứng khuất trong tấm vải che kiệu, họ bước nhẹ nhàng từng nửa bước một, khiến chiếc kiệu di chuyển rất êm như có một bộ máy vận hành và di chuyển bằng bánh xe. Kiệu Đức Mẹ đi đến đâu thì dân chúng đứng trên các ban công, dọc theo đường phố hát vang những bản thánh ca, xen lẫn tiếng chuông nhà thờ réo rắt. Đàn kiệu cứ vậy di chuyển mấy tiếng đồng hồ mới quay trở lại sân nhà thờ. Từ không khí đầy cảm xúc thánh thiên đó, nhạc sĩ Hoàng Cương đã viết bản Concerto cho violin và oboe tặng cho con gái và chàng rể là nghệ sĩ kèn oboe. Mở đầu bản nhạc là tiếng chuông nhà thờ trung tâm thành phố Córdoba. Ở đấy chuông nhà thờ không phải là chuông mà nó là một câu guitar. Cho nên tôi đưa câu nhạc của guitar đó vào mở đầu bản nhạc, mô phỏng phần đầu của buổi rước kiệu Đức Mẹ. Cuối bản nhạc lại trở lại tiếng chuông đó và kết thúc trong đêm tối. Nhạc sĩ giải thích, cho đến nay, bản concerto này đã được trình diễn ở nhiều chương trình hòa nhạc và trên truyền hình. Mỗi lần xuất hiện trên truyền hình để giới thiệu về tác phẩm này, nhạc sĩ Hoàng Cương đều giới thiệu rõ đây là tác phẩm viết về Đức Mẹ.
Trong số những bản thánh ca của nhạc sĩ Hoàng Cương có bản Đêm Trong Ngần đã được đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh Duyệt Imre Major và được in trong tập Hát Dân Tình Chúa, nhà xuất bản Tôn Giáo. Bài này ông lấy cảm hứng từ một bức tranh Giáng sinh có hình ảnh Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, các thiên thần hát ca, Đức Mẹ và Thánh Giuse ngồi quanh đống lửa hồng ấm áp. Đây là một trong những bản nhạc hiếm hoi ông biết về Chúa Giêsu, nhưng thực ra cũng lại biết về Đức Mẹ. Lần đầu tiên phổ biến ca khúc này, ông đưa cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. Ông Nguyễn Đình Đầu là ông dượng của nhạc sĩ Hoàng Cương. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu gửi cho báo Công giáo và Dân tộc đăng trong số đặc biệt Giáng sinh. Sau này nhạc sĩ Hoàng Cương cũng đưa cho nhiều người Công giáo, trong đó có nhiều học trò ông. Thế nhưng không hiểu sao họ cứ né né không sử dụng, có lẽ vì họ ngại tôi là người ngoại đạo, nhạc sĩ thổ lộ. Ông cho biết, ông có đưa cho một cậu thanh niên hàng xóm để hát chơi, rồi anh ấy mang đến nhà thờ vườn chuối và ở đó nhiều năm nay vẫn hát. Phó giáo sư nhà giáo nhân dân Hoàng Cương. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.